Tây Bắc, nơi núi non chập trùng như những bức tường thành hiểm hóc vững chãi, vừa là những lá chắn để bảo vệ bờ cõi của Tổ quốc, vừa là một không gian hùng vĩ nên thơ, nơi chung sống của các tộc người từ nhiều đời nay đã để lại những dấu ấn khá sinh động trong các lĩnh vực vật chất và tinh thần, tạo nên sắc thái riêng đậm đà bản sắc. Cùng với nhiều tộc người sinh sống ở đây, dân tộc Lự là một dân tộc tuy số dân không đông nhưng trong lao động và đấu tranh sinh tồn đã để lại những nét đặc sắc từ làng bản, nhà ở, trang phục và các sinh hoạt văn hóa khác, tất cả tạo nên một không gian sống, không gian văn hóa hài hòa nơi núi rừng của miền Tây Bắc Tổ quốc. Người Lự ở Tây Bắc sống tập trung chủ yếu ở Lai Châu. Từ xa xưa, người Lự ở đây đã sớm xây dựng cho mình thành một cộng đồng có sức mạnh và tính đoàn kết cao. Bởi vậy, mọi sinh hoạt của người Lự đều mang tính cộng đồng. Điệu múa xòe của người Lự cũng như múa xòe Thái là điệu múa đông người, điệu múa nối vòng tay bè bạn, từ già trẻ, gái trai đều tay trong tay, giang rộng cùng với âm thanh chiêng trống làm rộn rã khắp núi rừng, mang theo niềm lạc quan về một cuộc sống tốt đẹp. Những thay đổi trong đời sống người Lự hôm nay, cuộc sống đã được nâng cao, cải thiện rất nhiều. Nhưng những nét đẹp truyền thống và bản sắc tộc người Lự thì vẫn còn được bảo tồn, lưu giữ trong ý thức của cộng đồng. Cái tập quán của dân dân chúng tôi thì cũng là từ xưa đến bây giờ, nó cũng là bà con chúng tôi cũng là chưa là thay được một cái gì, là vẫn giữ thấy là ăn mặc đấy, là trai thì mặc áo thì có cái cúc, là nữ thì áo, và cái trẻ và bắt cái áo, và cái tập quán là làm ăn sinh hoạt văn hóa văn nghệ thì múa rồi hát rồi kèn kia đám cưới cũng là chỉ có vui, chỉ có thổi kèn là hát là múa đấy, là trước là ở nhà sàn rất cao rộng đấy, là bây giờ đấy không là ở nhà đất hết thời gian gọi là tiết, đây gọi là tiết là mùng 3 tháng 3, là thời gian nghỉ là 2 ngày là chơi vui đấy, là thông đến mùng 6 tháng 6 là cũng thế cả bản đấy, là ví dụ là góp nhau để mỗi hộ 10.000 chẳng hạn thì góp nhau chung là mua con lợn nhất là cũng là cả bản đấy, là phong trào văn hóa xã hội để cầu đường trường học đấy, đường đấy nhà nước quan tâm, nhân dân rất là phấn khởi. Cuộc sống của người Lự trước đây sống lang thang như những ngọn gió rừng, sống lay lắt nay đây mai đó khắp các nẻo rừng hoang dã. Thời gian đã để lại một bài học quý, người Lự đã tập trung sống nơi dải đất này, làm ruộng, làm nương rẫy, tạo nên nhà sàn, xây dựng thành từng làng bản, từ đó hình thành nên bản sắc của một tộc người. Cùng với nhiều dân tộc khác như Thái, Mông, Giao, Lự, Giấy, Hà Nhì, Lô Lô, Kinh, vân vân, người Lự ở đây đã chung sức chung lòng xây dựng Tây Bắc giàu đẹp. Trong nhịp điệu cuộc sống đó đã hình thành nên một không gian văn hóa hùng vĩ và sâu sắc, mang tính cộng đồng cao. Cũng nhờ những yếu tố đó mà các dân tộc ở đây đã đoàn kết để bảo tồn sự sống, chống kẻ thù, bảo vệ biên cương. Đó cũng là một nét đẹp mang tính nhân văn sâu sắc của dân tộc ta. Người Lự trong nhịp điệu văn hóa vẫn mang theo ý thức đó, ý thức cộng đồng được thể hiện trong đời sống, trong sinh hoạt văn hóa, điệu múa, hát đối đáp giao duyên, lễ hội. Khi điệu xòe, điệu khèn, tiếng chiêng bay qua 9 núi, 10 sông, cũng là khi người Lự muốn thông báo cho cộng đồng dân tộc mình, cũng như cộng đồng các dân tộc khác, niềm phấn chấn hay nỗi buồn, để đồng cảm, sẻ chia. Ngay cả khi một gia đình có niềm vui hay nỗi buồn thì cả làng bản cũng tìm đến để chia sẻ tình cảm. Đó là một nét đẹp nhân văn có từ nhiều đời nay của người Lự cũng như của cộng đồng cư dân các dân tộc ở Tây Bắc. Bản Pa Pe, xã Bình Lư, Phong Thổ, Lai Châu là một trong những bản làng có cư dân là người Lự 100%. Nhiều thế hệ người Lự đã sinh trưởng ở đây,
và góp phần làm cho quê hương thêm sự đa dạng tộc người. Ruộng đồng ở đây đã được mương máng canh tác có kỹ thuật cao, nhà ở thành từng nhóm gần sông suối, đàn ông thì đi làm xa, gánh vác việc nặng nhọc và công việc xã hội. Phụ nữ lo toan công việc gia đình như con ong xây tổ. Phụ nữ Lự cũng như phụ nữ nhiều dân tộc khác luôn tạo nên hơi ấm cho gia đình, làm nên vẻ đẹp và gìn giữ vẻ đẹp trong nhà, ngoài ngõ, đem lại hạnh phúc và làm nên hạnh phúc cho gia đình của chính mình và của xã hội. Phụ nữ Lự luôn đóng vai trò giữ sự hài hòa gia đình và thuần phong mỹ tục của dân tộc mình. Huyện Phong Thổ, một huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, một cái nôi đậm đặc của các dân tộc ít người, có 21 dân tộc anh em. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc phát triển kinh tế xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình thủy lợi, mương máng, đường xá, đã chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống của các dân tộc. Theo tài liệu dân tộc học, cách đây hàng trăm năm, người Lự đã di cư đến đây. Họ đã hình thành nên một địa vực cư trú riêng, phạm vi đất đai, núi rừng, sông suối riêng. Trên địa bàn cư trú ấy, họ đã lao động sáng tạo, làm nhà sàn, khai phá rừng núi, làm các đồ trang sức, tạo cho cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng phong phú, xanh tươi. Nếp ăn, nếp ở và sinh hoạt văn hóa đã trở thành thuần phong, mỹ tục. Trước đây là dân tộc chúng tôi đấy, là dân tộc ít người và lạc hậu, thì đói, rét, đi làm nương, làm giấy, ăn sắn. Đấy. Thế là từ đảng, chính phủ quan tâm đến là dân tộc chúng tôi là vùng sâu, vùng xa, nên là đường giờ xá thì đi lại thì vất vả khó khăn. Thế bây giờ là đang quan tâm là làm đường tới nhà, tới bản. À, bây giờ đấy, ốm đau thì đi bệnh viện, có phương tiện, xe máy, ô tô, đến từng nhà. Thế nào bây giờ bà con chúng tôi rất là phấn khởi, các cháu là đi học văn hóa, không ai là bỏ văn hóa mà phá một cái mù chữ, để là ai cũng biết chữ hết. Bây giờ các cháu rất là tiến bộ. Biết bao gian khó đi lên, để ngày nay cuộc sống no đủ đang hiện dần lên trên quê hương người Lự. Trong sự đóng góp đó, có vai trò công sức của những anh bộ đội Cụ Hồ, của các thầy giáo, cô giáo từ vùng xuôi lên đây để dạy dỗ, mang kiến thức cho các thế hệ học sinh vùng cao. Nhớ lại, chỉ cách đây khoảng 10 năm thôi, những trường lớp tạm bợ, thiếu thốn đủ thứ. Vậy mà thầy trò học sinh người Lự đã làm nên bao mùa hè chia tay lưu luyến. Dưới mái trường, các em không chỉ được học kiến thức mà còn được giáo dục về truyền thống lịch sử, xã hội và văn hóa các tộc người, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Chiều dài và bề sâu lịch sử xã hội của người Lự ở đây được hình thành và phát triển từ trong đời sống thăng trầm nhưng rất oanh liệt, rất đỗi vinh quang. Từ đó toát lên tinh thần yêu nước, bản lĩnh, ý chí của người Lự, toát lên những nét văn hóa đa dạng, phong phú, không kém phần sinh động của người Lự. Bởi vậy nên có những thời kỳ kẻ thù, thổ phỉ xâm nhập nhưng không làm chao đảo được nét truyền thống của tộc người này. Nhờ dòng chảy văn hóa thấm đẫm trong đời sống tâm linh của người Lự, nên trước những thách thức của thời gian, những gì là giá trị cao quý thì vẫn còn trong tâm thức của nhân dân. Người Lự thường sống lạc quan dù cuộc sống có khó khăn. Trước đây khi cuộc sống còn gian khổ, người phụ nữ Lự thường chăm chỉ dệt lụa, quay tơ để cung cấp vải vóc cho gia đình và xã hội. Còn ngày nay, vào thời buổi kinh tế thị trường, hàng hóa đầy đủ, vải vóc nhiều, việc dệt gấm xe tơ là để giữ lấy bản sắc của dân tộc mình. Họ
họ gửi gắm tình cảm và thể hiện tài nghệ khéo léo của mình vào tấm vải với niềm say mê về một ký ức khó quên. Bởi vậy, dù già hay trẻ, phụ nữ Lự vẫn không quên đường kim mũi chỉ gắn bó với khung dệt của mình, ngôi nhà của mình, để vừa mang lại sự ấm áp cho gia đình mình, lại vừa mang lại sự khéo léo cho cuộc sống. Trong đời sống tinh thần, phụ nữ Lự như con ong chăm chỉ xây tổ ấm, họ chăm lo đến gia đình hơn là hoạt động xã hội. Việc làm đẹp cho cuộc sống từ những tấm thổ cẩm, dệt vải, quay tơ hay những điệu múa, điệu hát mang tính truyền thống vẫn còn có ý nghĩa trong đời sống mới hôm nay, khi chúng ta đang hướng về việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc giáo dục truyền thống là một công việc bền bỉ và lâu dài. Vì nếu mai đây Tây Bắc tiến lên sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng bản sắc của các tộc người bị xóa nhòa, vẻ đẹp của Tây Bắc bị những công trình bê tông khô cứng chiếm át không gian núi rừng hùng vĩ và thơ mộng, làm mất đi dấu ấn riêng, thì đó là một điều đáng tiếc. Trong ký ức của những người con kháng chiến, ký ức của nhiều người, hình ảnh miền Tây Bắc Tổ quốc vẫn hiện lên sừng sững. Tây Bắc xưa hiên ngang những ngọn núi ngập trần, chở che cho từng đoàn quân thắng giặc. Tây Bắc nay ngút ngàn những màu xanh no ấm, lấp lánh áo màu thổ cẩm những sắc xuân. Để hình ảnh Tây Bắc còn lung linh mãi, việc tạo dựng cho các thế hệ trẻ tiếp theo ý thức trân trọng về quê hương và niềm tự hào dân tộc là hết sức cần thiết. Trong một lớp học ở đây, chỉ có mấy chục học sinh, nhưng có tới hàng chục tộc người với các sắc màu khác nhau. Làm sao để các em phát huy được những giá trị văn hóa của dân tộc mình, học tập văn hóa dân tộc khác từ bạn bè và học tập nền văn hóa hiện đại, học tập kiến thức để đào tạo nên những con người hoàn thiện để xây dựng Tây Bắc tương lai. Mỗi thời đại đi qua đều để lại cho đồng bào các dân tộc ở Lai Châu và dân tộc Lự những mốc thời gian khó phai. Cuộc sống đã khác xưa, những mái nhà đã khác xưa, chẳng còn nữa những cối nước giá gạo đêm ngày, chẳng còn những áng bươm bắc qua những bờ ruộng đưa nước về đồng. Những lạc hậu đã bị đẩy lùi, bao nhiêu đổi thay hết sức ngỡ ngàng. Thời gian và sức sáng tạo của con người ở đây đã để lại những dấu ấn sinh động. Từng ngọn núi, dòng suối, quả bao, quả còn, hoa văn, sắc áo, phiên chợ đều là dấu ấn của miền Tây Bắc. Dân tộc chúng tôi thì từ bông liệt phải chéo tơ tự thiêu để giữ lấy màu sắc dân tộc. Trong 21 dân tộc anh em được núi rừng Tây Bắc chở che, trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, nhưng không kém phần hiểm trở, các dân tộc ở đây, trong đó có dân tộc Lự, đã cùng nhau đoàn kết để lao động đấu tranh sinh tồn, xây dựng và bảo tồn sự sống. Không gian văn hóa của người Lự cũng đa dạng. Múa xòe thì có chiêng trống, trang phục màu đen, phụ nữ có thêm trang sức, hoa văn trên áo quần sặc sỡ. Có đàn hát dân ca, nhạc cụ truyền thống, khèn, sáo. Cuộc sống tinh thần trong những năm gần đây lại càng phong phú hơn, làm cho thế giới tinh thần của các tộc người ở đây không đơn điệu như trước. Theo tài liệu dân tộc học, người Lự ở Tây Bắc thờ thần núi, đề cao và hướng cõi tâm linh vào thần núi. Với nhận thức, con người được núi chở che, bao bọc, được sinh ra và trở về với núi, khai thác nguồn sống từ núi, nhà tựa lưng vào núi và bàn thờ cũng để ở đầu núi. Bởi vậy, núi rừng ở đây có một vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người Lự. Người Lự sống gắn bó với núi rừng, tìm thấy sự sống ở rừng, họ cho rằng rừng núi là thần hộ mệnh cho con người, nên hết sức coi trọng núi rừng.
Ở xã Bình Lư có hang động Tiên Sơn xuyên qua lòng núi rộng dài, kéo từ Than Nguyên Nghĩa Lộ tới đây. Đây là một hang động kỳ ảo, có những nhú đá quyến rũ gắn với nhiều truyền thuyết của người Lự. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân ở đây đã nhờ hang động này để chống lại bọn thổ phỉ, kẻ thù. Trong kháng chiến chống Mỹ là nơi thu giấu đạn dược, vũ khí. Đồng núi Tiên Sơn chẳng những có cảnh quan kỳ thú mà còn có ý nghĩa lịch sử qua các thời kỳ cách mạng. Những vùng đất Tà Lùng, Xì Lở Lầu, Pha Vây Sử, Mường So, Mường Cấu, vân vân là những mảnh đất kiên cường. Trong kháng chiến, tuy đói cơm nhạt muối, nhưng người Lự và nhân dân các dân tộc ở đây đã hết lòng góp công góp của, phục vụ các chiến dịch, tình nghĩa quân dân, đồng bào, xuôi ngược, ấm áp nghĩa tình. Tây Bắc, nơi những ngọn núi xa xôi tiếp tắp xa mờ, nơi đã có một thời khi nhắc tới, người ta ngại ngùng đi tới, ở đấy chỉ thấy rừng thiêng nước độc, lạc hậu nghèo nàn. Vậy mà, từ những ngọn núi Tây Bắc xa xôi ấy, sức đề kháng rất cao, và sự sáng tạo trong lao động dựng xây của nhân dân ở đây là hết sức phi thường. Đồng bào ở đây đã đấu tranh kiên cường để chiến thắng thiên tai, giặc giã, trụ vững trước mọi khó khăn, gian khổ, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trong mỗi bước đi lên đầy náo động, vậy mà các phiên chợ Phong Thổ, Tam Đường, Bình Lư, vân vân vẫn còn sắc thái riêng, với sự giao lưu bề bạn, với nhiều sắc áo tộc người. Chợ xóa đi sự cách trở, sự bất đồng ngôn ngữ. Đồng bào đến chợ để giải tỏa tinh thần, để mua bán những sản vật truyền thống, quý hiếm. Phiên chợ điều xòe là sắc màu của Tây Bắc, làm nên một nét riêng độc đáo, không xen lẫn với bất kỳ một vùng quê nào. Và chỉ có miền Tây Bắc của Tổ quốc, ta mới bâng khuâng bên chén rượu, say tiếng chiêng, tiếng trống, say cảnh sắc mây trời ùa vào rừng núi, say cái hương rừng, say mê thổ cẩm, điệu xòe, ném còn phiên chợ, xây những bản làng nghiêng mờ vách đá, tạc vào ký ức về một miền Tây hào phóng, ngộ nghĩnh, chân thật đến nao lòng.